Dạ con chào ông chú. Trời ơi, cháu lớn quá rồi kìa. Vào phòng khách đi con. Đi ông kiếm việc cho con ăn cho. Trời, lần cuối ông gặp con còn chưa biết đi bộ nữa. Mà đùng cái giờ con lớn vậy rồi. Bây giờ con có bầu chưa? Ai dạ, mẹ muốn con học lên đại học rồi mới được yêu. Mà con cũng chưa biết muốn làm gì. Học giỏi thì cũng tốt, chứ cũng phải có vui chơi, giải trí gì chứ. Đúng không con? Ủa nghe gì vậy? Nhạc hả? Dạ, mà ông ơi, cho phép cháu cất đồ trước được không? À, thì cũng được. Ông đã dọn phòng sẵn ở trên lầu cho con rồi. Ông sẽ ở dưới đây nha. Nếu cần gì thì gọi ông. Đẹp quá. Hả? Hả? Ủa? Ông chú hả? Ông chú gì? Tôi còn trẻ vậy mà ông chú gì? Ê mà, cậu có sao không? Con cũng không biết. Con nghĩ chắc con đi lạc rồi hay sao? Ê, không sao hết mà. Tôi cũng không biết là cậu muốn đi đâu. Nhưng mà nếu cậu muốn thì cậu đi với tôi cũng được. Tôi đang chuẩn bị đi cái show này nè. Biết đâu người nhà của cậu ở đó. Dạ, vậy con cảm ơn chú. Vậy mình đi thôi. Mau lên. Sai rồi, làm lại, làm lại. Ủa, tiếng gì màu gì vậy? Ê, khán giả kìa. Ơi, khách quý, hai người giúp tôi với, chứ đứa này ngốc quá, tôi tập đoạn đầu này mãi không xong. Không phải nó ngốc, là cha đọc chậm gì gì. Người ta ngủ hết luôn rồi mà cha nói nó. Con nhỏ này. Ê, cậu thích nghe vịnh thơ không? Thích chứ, thơ ca là một trong những loại hình giải trí lâu đời nhất đó. Những gì cậu cần là bản thân và một tâm hồn thi sĩ thôi. Mình nghe. Hai ba. Quê hương nhắc tới nhớ ghê, ai đi xa cũng mong về. Ê, hai người! Cả hai phải bình tĩnh và lắng nghe nhau. Giải trí đâu phải để cạnh tranh. Được thôi. Cơ mà đừng có mà lớn tôi nữa nha. Làm thơ là để cho người ta thấy được vẻ đẹp của ngôn từ và cảm xúc. Hiểu chưa? Nếu vậy thì ông cũng phải đi theo nhịp nhạc nhá. Có âm nhạc mới tạo bầu không khí, người ta mới cảm được thơ của ông chứ. Quê hương nhắc tới nhớ ghê, ai đi xa cũng mong về chốn xưa. Quê hương là những cơn mưa, quê hương là những hàng dừa ven kênh. Quê hương mang nặng nghĩa tình, quê hương tôi đó đẹp xinh tuyệt vời. Quê hương ta đó là nơi chôn rau cắt rốn người ơi nhớ về. Thành công rồi. Hay hay hơn hẳn đấy chứ. Con thấy nó hay hơn lúc hai người phối hợp với nhau đó. Vậy nó mới là nghệ thuật chứ. À mà cũng tới giờ rồi. Thôi, tụi tôi đi nha. Khi nào Nào rảnh bạn lại lại ghé ghé chơi chơi nha. nha. U cha, nắng quá. Nắng vậy mà mấy người kia cũng đang làm việc chất giả quá ha. Làm việc siêng năng mà cũng phải biết chơi nữa. Tôi chắc chắn là họ vẫn tìm được cái thời gian để giải trí. À thì mẹ con vẫn nói với con là có làm thì mới có ăn. Tay làm hàm nhận. Ôi chú cha, nguyên con rồng luôn kìa. Đi đi, đi xem thử. Là rối, không phải người. Tất cả mọi thứ đều là con rối. Sao? Thấy tôi giỏi không? Dạ đẹp lắm. Mà xin hỏi, cái này là gì vậy? Đây là rối nước đây. Hai người có biết múa rối nước được chính người nông dân trồng lúa sáo tạo ra để giải trí đấy. Ngày xưa, tôi chỉ diễn rối nước thường thôi. Bây giờ nhà ta cũng dòng tối rồi. Nên tôi mới làm con rối bự hơn để nhiều người tới xem hơn. Ủa, con nghĩ nông dân họ bận rộn chứ. Mua rối thì hay, mà làm ruộng không phải quan trọng hơn sao? À, cháu có vẻ nghiêm túc quá nhỉ. Có nhiều điều tuyệt vời ở xung quanh mà cháu không nhận ra đấy.
À, con không. Tai làm hầm nhai, nhưng mà phải có chơi mới, có sức để về làm tiếp, đúng không nào? Dạ, hiểu rồi. Nếu mà các bác nông dân không sáng tạo ra loại hình dáng nghệ thuật này để giải trí, thì con sẽ không bao giờ thấy được mô rối nước đẹp như thế này. Trời ơi, cháu làm tôi nhảy ghê. Thôi thôi, hai người vui là được. Tôi thấy chắc hai người cần băng qua hồ phải không? Để tôi giúp, leo lên con rồng đi, rồi tôi đưa hai người qua. À, tới nơi rồi. Tối nay tôi sẽ diễn show ở đây nè. Thực ra thì hôm nay tôi còn diễn với một người nữa, nhưng mà tới giờ còn chưa gặp mặt nữa. Có nhiều nghệ sĩ ở đây, chắc là bạn diễn của chú cũng ở đâu đó. Có vài người là nghệ sĩ thôi. Đa số mấy người đó là những viên hậu chuẩn lo phục trang, sân khấu, âm thanh để biểu diễn ra trôi chảy đó. Ôi, thật tuyệt vời làm sao khi mọi người với đủ loại ngành nghệ phối hợp với nhau để tạo ra một bức tranh muộn màu đẹp đẽ để đem lại niềm vui cho thế giới này. Cô cũng đến diễn luôn hả? Vâng, đúng rồi. Buổi diễn thật sự kết nối mọi người với nhau, từ nghệ sĩ như chúng ta đến những nhân viên hậu trường kia nữa. Nói hay lắm. Ai thấy khi nào cô diễn? Anh ơi, tới giờ phải check in với Taylor rồi. Ờ, cho tôi xin lỗi nha. Chút xíu nữa, nhớ xem tôi biểu diễn trên sân khấu nha. Còn cậu thì sao? Cậu cũng đến diễn hả? Con chỉ đến đây xem diễn thôi. Ồ, cậu chọn đúng show rồi đó. Show diễn của tụi tôi luôn mong muốn chuyện đặt văn hóa và kết nối khán giả ở khắp nơi trên thế giới. Vậy sau buổi diễn thì cậu tính làm gì? Con chưa nghĩ tới. Con đang tìm đường về nhà mà con không biết đi đâu để tìm cả. Nhưng không buồn đâu. Hôm nay được xem thật nhiều điều tuyệt vời, khiến con thật sự rung động và yêu thích. Cậu biết không, điều quan trọng nhất của buổi biểu diễn là có thể kết nối với những khán giả giống như cậu. Bởi chính những người như cậu sẽ là người tiếp bước chúng tôi trên sân khấu. Thiệt hả? Vậy thì cô nghĩ con cũng có thể. Thưa cô, sắp tới lượt cô lên rồi. À, tới đây, tới đây. Mong cậu tận hưởng buổi diễn hôm nay nha. Chưa nói một lời gì, tỏ tình ta mến nhau. Nhiều đêm ngắm sao mơ ước duyên mến bền lâu, suốt đời tình thắm sâu. Nhớ thương đầy vơi, mong thấy ai mỉm cười, làng môi xin tuyệt vời. Rồi vùng ấy ánh trăng soi cầm đó, và nghe hai gió biết rằng mình vừa mơ. Các bạn thực sự hay lắm. Chúng ta đã đi được rất nhiều nơi rồi, cậu mệt chưa? Không có đâu, thực sự tôi đã không biết một gì cả về những nét đẹp văn hóa Việt Nam. Nhưng rồi chúng ta đã được xem rất nhiều các loại hình giải trí khác nhau và các khoảng thời gian khác nhau. Cho dù sự giải trí thay đổi theo lối sống của con người, cuối cùng tất cả là tạo niềm vui. Trước khi biết được sự kỳ diệu của nét đẹp văn hóa đó, tôi đã bị lôi cuốn, cho dù những lo lắng của tôi. Con nghĩ có người đang đợi con ở nhà và đã muốn giúp con hiểu được những điều này. Vậy giờ cậu có ý định đi đâu chưa? Tôi thì nghĩ tôi ở lại đây. Tôi đã tìm được nàng thơ của mình rồi. Dạ, cảm ơn chú. Nhờ chú con muốn chia sẻ niềm vui mà con đã cảm nhận được qua các loại hình nghệ thuật truyền thống Việt Nam với nhiều người hơn nữa. Bye bye, con nghĩ con biết đường trở về rồi. Sớm nay, sáng xuân tinh mơ vội vàng lên chuyến xe đưa tôi trở về nhà với mẹ. Lòng tôi đã xôn xao nôn nao từ tận tối qua. Tôi như đứa trẻ cầu mong rằng bánh xe lăn nhanh lăn đều hơn nữa nhé.
trái tim tôi đang đập vội vàng lắm rồi. Một năm đã đi xa đi, bao nhiêu là chuyến đi không giống chuyến này. Vì tôi đang về quê. Chuyến này đặc biệt vì tôi biết có người đợi chờ tôi, nhớ tôi và mong ngóng tôi. Thế nên phải mau về thôi. Mùa xuân ngoài kia nở ngập tràn hoa. Ngồi nhiều giờ trên xe, tôi ngắm nhìn mọi người xung quanh.